bị trói thiệt rồi. Chúng ta phải dừng ở đây thôi. Sao vậy chị? Còn bây giờ muốn nói thì sao? Để tính sao đi. Bây giờ chúng ta bị trói bằng dây phép thuật rồi. Chúng ta có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi. Trước tiên phải giữ gìn sức lực của chúng ta. Em biết rồi. Nhưng nội trong ngày mai chúng ta phải kết thúc hết cả gia đình của tụi nó. Em nghĩ nếu mà để lâu dài thì sẽ bất lợi cho chúng ta đó. Chị biết rồi. Tìm thấy rồi. Là phép thuật gì vậy chú? Hình nhân ma thuật. Ồ, là sao? Có nghĩa là hắn dùng một loại hình nhân ma thuật có khả năng chi phối hành động để tấn công chúng ta. Đây là loại ma thuật rất cao cấp. Có thể chi phối tất cả các hành động. Vậy mình làm cách nào để vô hiệu quá nó chú? Nó nằm trong cái cuốn sách này nè. Sách nói sao? Nằm ngay cái đoạn này nè. Cái đoạn nó nói sao? Bị cháy mất tiêu rồi. Thì có một ngọn lửa vô tình nó đốt từng trang sách, đốt ngay cái đoạn này, cho nên cháy luôn rồi. Trời ơi, cũng như không à. Có thể ba con biết. Dạ, để chú vô chú hỏi. Anh ba đâu? Anh bị làm sao vậy? Chắc là bị điều khiển rồi. Nhưng cũng may lần này hắn chưa kịp làm gì. Anh ơi, em đã biết phép thuật này là gì rồi. Đó chính là hình nhân ma thuật. Hình nhân ma thuật? Dạ. Dạ. Hình nhân ma thuật là một loại hình nhân có thể dùng phép thuật của mình để điều khiển mọi hoạt động của người bị tấn công. Có lẽ là Suri Yeye vẫn chưa biết hình nhân ma thuật. Trước tiên là nó tấn công Suri, rồi điều khiển Suri, rồi sau đó là tấn công Yeye, điều khiển Yeye, rồi tấn công ông. Cứ lần lượt như vậy. Nhưng mà em không biết cách dạy phép thuật này. Anh có biết không? Anh cũng không biết. Nhưng mà đã tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta cũng nhanh chóng tìm được cách phá nó thôi. Dạ. Suri. Dạ. Không ngủ hả con? Dạ không, con không ngủ. Giờ là con thấy nếu mà con thức á thì nhà phép thuật của phái ma nữ khó điều khiển con hơn. Thôi, con đừng có cố gắng quá. Thế nào cũng có cách phá giải được phép thuật của hình nhân ma thuật. Con phải ráng lên, con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi, con ráng đi ngủ nha. Dạ. Con gái. Mẹ. Con đang làm gì vậy? Dạ, con coi có cách nào phá giải hình nhân ma thuật không mẹ? Yeah, à, cả ngày hôm nay á, cả nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá rồi. Mẹ thấy con cũng mệt mỏi, đi ngủ đi. Con không có ngủ được mẹ ơi. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện con với mọi người tấn công ba với ông chú, con sợ lắm. Con nhất định sẽ tìm ra cách để phá giải mà. Nhưng mà Mẹ yên tâm đi, con không có sao đâu. Chỉ là ngồi đọc sách phép thuật thôi mà. Mẹ hiểu rồi. Thank you.
Sorry, dê đâu rồi con? Dạ, dê nó ở trên phòng đó ba. Nó lo lắng lắm, không có dám ngủ. Nó đang ngồi đọc sách phép thuật thôi. Dạ, Suri nó cũng không dám ngủ ba. Tội nghiệp cho tụi nó còn quá nhỏ để chịu đựng như phép thuật chứ gì. Chắc nó căng thẳng lắm đi. Anh cũng căng thẳng nói gì tụi nhỏ. Thôi anh đi ngủ sớm đi, chứ căng thẳng nó giải quyết được gì đâu. Anh biết rồi. Em với Bunun á sẽ ở đây thức. Rồi nếu như tụi nhỏ có làm gì á, tụi em ngăn cản lại liền. Nghĩ cũng được. Bà đi nghỉ đi. Dạ. Chị đi. Em cũng đi nghỉ đi. Em biết rồi. Nếu như anh với chú mà có đói bụng á, thì còn đồ ăn trong bếp nha. Từ khi đến thế giới loài người, con nghĩ đây là công việc khó khăn nhất mà chúng ta phải làm. Chú cũng thấy vậy đó. Nếu mình biết được nhà phép thuật của phái ma nữ là ai thì mình đâu có phải lo lắng như vậy, đúng không chú? Ngươi, không có gì, giờ hai đứa đi đến răng rồi rửa mặt rồi đi ăn sáng đi cả. Sao vậy con? Dạ con nghĩ là nếu như mình ở nhà mình tập trung phá giải phép thuật thì nó sẽ tốt hơn. Con cũng nghĩ như vậy á. Nếu mà bây giờ mà con đi học á thì con sẽ bị điều khiển rồi làm những chuyện khác ảnh hưởng tới con người thì... Được không ba? Con thấy tụi nó nói cũng có lý đó. Hai đứa đi học đi dạ. Đúng rồi đó. Hai con đi học đi, đừng có lo gì cả. Ông ở nhà với ba mẹ con nè, sẽ tìm cách giải phép thuật, không có sao đâu. Đi học đi nha. Dạ. Dạ. Bài ba, hôm nay con phải tới tòa soạn để nộp bài. Vậy là chỉ còn có một mình chú May ở nhà coi chừng em với ba hả? Bữa khác nộp được không con? Không có được ba, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Dạ. Thôi con cứ đi đi. Đúng rồi đó, con đi đi, không cần phải lo lắng gì cả. Có chú ở nhà rồi, chú đâu phải là tay vừa đâu. Dạ, con sẽ về sớm nhất khi có thể ba. Sorry. Bạn có chuyện gì hả? Không, mình đâu có gì đâu, thôi mình đi. Ba cũng xong rồi nè. Ba, để con đưa học Yến đi học cho. Ủa vậy là sao? Dạ thì con ở nhà cũng phải giúp cái gì cho mọi người chứ. Vậy để con đưa học Yến đi học cho nha bà. Thôi để bà đưa đi cho mà. Thôi bà ở nhà nghỉ đi, con đưa đi cho. Đi học Yến. Bực tức quá đi à. Cái gì vậy mẹ? Tức bực quá đi à. Sao mẹ tức bực vậy mẹ? Thì con năm rô chứ ai. Nó làm cho sở thích của mẹ bị xâm phạm đó. Con năm rô nó dám làm như vậy hả? Nó dám làm đó con. Con coi á, tự nhiên nó nói để nó dẫn Ngọc Yến đi học. Mẹ chưa kịp phản ứng kìa, nó lôi Ngọc Yến đi tuần tuột luôn, nó không kể số gì tới mẹ nè. Mẹ ơi,
chắc là nó đang muốn chứng tỏ bản thân mình đó mà. Thôi mày đừng có giận nó nha, bỏ qua đi. Ủa vậy là sao? À mẹ, dặn mẹ nè, nếu như mà nó muốn ngỏ ý massage đấm bóp thì cho mẹ đừng có nhận lời nha. Sao vậy? Mới qua nó đấm bóp massage cho vợ con đó, làm sao hơn biết cái tay vợ con đơ tới giờ nè, cử động được luôn. Anh này đẹp quá không à. Năm rô. Ủa Duy Quang. Năm rô, lâu quá không gặp, sao bạn ở đây? Ừ mình sống ở đây mà. Thiệt hả? Mình cũng ở đây. Có thấy bạn đâu? Nghe nói bạn đã về quê rồi mà. Thì mình cũng mới chuyển lên thành phố vài tháng nay thôi ạ. Ủa ai vậy? Em gái bạn hả? Không, con của ông chủ cửa hàng mà mình đang làm thêm đó. Ngọc Yến, bạn cũ quá vậy? Dạ em chào anh. Chị ơi mình đi học. Ừ. À hôm bữa mình mới gặp My đó. Thiệt hả? My khỏe không? Khỏe. Gặp nó rồi nó nhờ giả mình lum la chuyện đó. Phiền lắm. Từ ngày bạn về quê nguyên đám tụi mình đâu có gặp nhau đâu. Đương nhiên rồi, thiếu nhân vật quan trọng số 1 mà. Mẹ ơi, uống nước đi mẹ. Ừ, để cho mẹ. Alo. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, chào cô giáo. Sao cô? Ngọc Yến nó chưa tới trường nữa hả? Dạ, tôi biết rồi. Dạ, cảm ơn cô. Sao rồi con? Trời ơi, cô giáo nói là nó chưa có tới trường nữa. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chết rồi, con phải đi kiếm nó liền mới được mẹ ơi. Alo, dạ tôi nghe. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn. Sao mẹ? Người ta nói là Ngọc Yến tới trường rồi. Trời ơi, làm con. Con ơi là, cái chuyện của Nam Rô á, sao càng lúc mẹ có cảm giác rất là nguy hiểm con à. Nó giống như người ta đang trượt băng. À không, giống như người ta đang đi trên một tảng băng mỏng. Và con tưởng tượng băng mỏng mà mình bước mạnh mà nó vỡ. Trời đất ơi, chuyện gì sẽ xảy ra hả con? Con cũng thấy như vậy đó. Quên, để mẹ đi qua nhà Suri có chút chuyện nha con. Dạ, mẹ đi. Ủa, bà mới qua hả bà? Tôi mới qua. Ông à? Hả? À, tôi sẽ đặt cho ông vài câu hỏi và ông sẽ trả lời nha. Cái này cái gì vậy? Ngồi yên đó. Bây giờ tôi sẽ là người đặt câu hỏi. Ông chỉ có nhiệm vụ trả lời. Đúng rồi, cái gì? Thì bây giờ để tôi hỏi được trả lời nha. Ông Baram, đây là đâu? Đây là phòng khách nhà tôi chứ đâu. Đây là... Rồi, câu hỏi thứ hai. Không kể cái lần mà Chi Chi về nước thì nhà ông tổng số người là bao nhiêu người? 6 người. Ông kể tên đi. Tôi, Mai, Bunun, Chini, Yeye, Suri. Mẫu, tại sao bà hỏi vậy? Không có được đặt câu hỏi cho tôi mà chỉ có nhiệm vụ là trả lời thôi. Ông kể 10 tên các loại hoa mà ông biết đi. Sao vậy? Ông không biết hả? Ông không nhớ gì hết hả? Không phải là không nhớ. Không phải 10, 120, 1000 tôi lừa kể cũng được. Mà tại sao bà lại hỏi vậy? Bà nói là tôi đang trắc nghiệm mà. Tôi sợ là ông mắc chứng bệnh đãng trí. Đãng trí hả? Đó, ngày hôm qua ông làm cái gì ông đâu có nhớ đâu. Ông còn nói với tôi là ông không nhớ gì hết. Ông nhớ gì hết? Không phải, cái đó là tại... Không, mà tôi nói không, tôi không có đãng trí đâu.
Vậy thì bây giờ tôi trắc nghiệm ông nha. Ông hãy kể tên 10 loại hoa mà ông biết đi. Nói đi. Hoa lan, hoa hồng, hoa lại, hoa huệ, hoa lý, hoa... hoa sương. Hoa sương là hoa gì? Là bà nó đẹp như hoa. Tôi hiểu rồi. Hoa sương đẹp như người. Vậy là sao ta? Trả lời câu nào cũng đúng hết. Ủa là sao? Ngày hôm qua đâu có nhớ, đâu có tỉnh trí giống vậy đâu. Sao lạ vậy ta? Khách về hết hả em? Dạ về hết. Có cần gì phụ gì không? Dạ không. À, chị ơi, hay là ai có cần lấy một dung ra chơi đi, rồi lát mình dọn dẹp tiếp ha. Có liền. Này, cậu cho mình chơi đi. Chị sẽ điều khiển ba la giữ chặt mày, còn em tấn công nha. Hình như chúng ta vừa mới bị điều khiển thì phải. Đúng vậy. Chú làm gì vậy? Chú đừng nói là chú bị điều khiển luôn nha. Dạ. Sao chú đã từng nói với tôi là chú sẽ cẩn thận để không bị tấn công chứ mà. Em đang ngồi đọc sách phép thuật. Anh dùng ánh sáng phép thuật làm đông cứng em lại. Rồi sau đó Chini biến cái gì ra, hình như là hình nhân ma thuật. Rồi em không còn nhớ gì nữa. Vậy là trong nhà ta chỉ còn một mình Bun Bun là không bị tấn công thôi. Để Bun Bun thoát mất rồi. May mình còn điều khiển được. Bun Bun xá gì? Có dù sao em cũng tiếc tiếc á. Có gì đâu mà tiếc. Phải để trò chơi kéo dài chút xíu, kết thúc sớm, có gì đâu mà vui. Hãy
Chết rồi. Bây giờ đến chú May mà cũng bị điều khiển thì nhà mình chết chắc rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Về nhà. Này này con, đi. Cũng được. Đây này, giữ luôn đi. Giờ về suy nghĩ coi ráp là được không? Ráp là được thì chơi ha. Rồi chừng nào về nhớ đóng cửa cửa hàng lại. Chú đi trước á.